trong kỳ bầu cử này thì cô định bầu cho ai? À, tôi bầu cho ông Obama. À, tại vì tôi nghĩ ông cần phải có một cái nhiệm kỳ nữa để mà thực hiện những cái chương trình mà ông muốn. Với lại về, tôi thấy nói là về insurance á, thì những người nào mà bị bệnh á, thí dụ như là bị tiểu đường, thì ông Obama cũng sẽ giúp cho mua được insurance. Còn sợ ông kia ông lên cái mấy người đó khó mua insurance. Đấy, thế thôi.